Chiều ngày 6 tháng 9, nhiều khu vực ở Hà Nội có dông lớn, gió giật liên hồi và mưa lớn do ảnh hưởng của bão Sagi. Thời điểm này, nhiều người di chuyển trên đường bị gió quật mạnh, phải bỏ xe chạy lấy người. Chia sẻ với phóng viên, chị TT quận Cầu Giấy hoảng hồn cho biết, chiều ngày 6 tháng 9, chị đã bị quật ngã 2 lần khi di chuyển trên đường chạy bão. Chị T nói, tôi mặc áo mưa rộng, cản gió nên dễ bị ngã. Sau 2 lần bị ngã, T không dám liều mạng nữa mà dừng chân trú mưa chờ trời tạnh tại một tòa nhà gần đó. Cùng thời điểm, có khoảng 100 người cũng dừng chân tại sảnh của tòa nhà này. Khi thấy giao thông hỗn loạn, nhiều người không trụ được tay lái ngã trên đường. Chị T chia sẻ, gió giật mạnh tới mức nhiều người phải cúi thấp người khi chạy vào sảnh vì sợ bị thổi bay. Đứng cạnh chị T, NKC Thanh Xuân Hà Nội cho biết, cô rời cơ quan sớm để tránh bão thì bất ngờ gặp cơn mưa lớn. Dọc đường di chuyển từ quận Hà Đông về phía quận Thanh Xuân, xe thấy nhiều người cũng hối hả đi trên đường. Dòng gió mỗi lúc một mạnh, xe cố gắng di chuyển thật nhanh để tránh cơn mưa nhưng không kịp. Khi di chuyển đến đoạn giao giữa đường Nguyễn Trãi với đường Nguyễn Tuân, chiếc xe của xe di chuyển khó khăn vì sức cản gió quá mạnh. Tay lái liêu xiêu, xe chống hai chân xuống đường cố giữ thăng bằng nhưng không thể trụ vững. Xe nói, thấy có người phía trước ngã sóng xoài trước mũi ô tô, gió giật mạnh. Tôi vội bỏ xe lại ven đường, không kịp rút chìa khóa chạy vào sảnh một chung cư gần đó trú tạm. Lúc đó tôi chẳng kịp nghĩ đến xe cộ sẽ ra sao, chỉ ưu tiên sự an toàn của bản thân. Chị NV ở xã Đàn, Đống Đa cũng trải qua phút thót tim khi chứng kiến cảnh cây đổ rào rào trước mặt chiều ngày 6 tháng 9. Chị V kể, khoảng 15 giờ tôi có việc cần ra đường, tuy nhiên vừa di chuyển ra ngõ, tôi hoảng hồn thấy cây xanh đổ sầm trước mặt. Nếu chỉ đi nhanh chút nữa, có lẽ tôi đã gặp nguy hiểm. Lúc ấy tim đập rất nhanh, cảm giác mình vừa thoát chết trong gang tấc. Chiều ngày 6 tháng 9, đại diện Ủy ban nhân dân phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội thông tin, lúc 15 giờ 40 phút cùng ngày, tại đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Hoàng Liệt, xảy ra vụ cây phượng bật gốc đổ trúng hai người đi trên một xe máy, khiến một người tử vong, một người bị thương. Để đảm bảo an toàn, Công an Hà Nội phát đi khuyến cáo trong quá trình tham gia giao thông, người dân cần chú ý quan sát các biển báo, nhất là biển báo nguy hiểm, biển báo dừng xe và các chướng ngại vật trên đường để kịp thời xử lý các sự cố tránh gây tai nạn. Tài xế cần chú ý quan sát các chướng ngại vật trên đường để kịp thời xử lý, bởi khi gió lớn, nhiều biển bạt, mái tôn, cành cây có thể bị rơi xuống lòng đường. Quan sát đường đi của xe trước để có thể chủ động tránh những bất trắc mà xe trước đã gặp phải. Người dân hạn chế di chuyển trên cầu cao vào những ngày có gió giật mạnh. Nguyên nhân là càng trên cao, sức gió càng mạnh, không thể làm chủ được tay lái. Nếu bắt buộc phải đi trên cầu, tài xế cần di chuyển với tốc độ chậm và cố gắng ghi người xuống xe, hạ thấp đầu để tránh bị gió tạt bay. Đồng thời cần tránh băng qua cầu nếu nước đang dâng cao và chảy xiết. Tránh băng qua cống nước bởi có nhiều trường hợp sụt chân xuống cống và bị nước cuốn trôi. Người tham gia giao thông nên mặc áo mưa sáng màu, gọn gàng, không sử dụng ô. Khi đi đường trong những ngày mưa bão, gió giật mạnh, nên mặc quần và áo mưa tách rời, áo mưa bộ giúp tiết diện cản gió thấp nhất, không lo bị tạt vạt áo mưa trong trường hợp gió to gây trở ngại trong việc điều chỉnh phương tiện giao thông. Luôn bật đèn xe, chú ý điều chỉnh tốc độ ổn định. Trong thời tiết mưa bão, tầm nhìn thường bị hạn chế rất nhiều và khó điều chỉnh được xe theo ý muốn một cách linh hoạt. Do đó, tài xế nên chủ động bật đèn xe khi đi lại trong ngày mưa bão để nhìn rõ đường phía trước và đánh tín hiệu cho các xe đi ngược chiều. Không nên bật đèn pha khi có xe chạy đối diện. Nếu đi với tốc độ cao sẽ khiến sức gió thổi lớn hơn và khiến bạn không kịp điều chỉnh tay lái trong những trường hợp khẩn cấp. Những khu vực cần tránh là khu vực lũ, sát lề đường. Đây là khu vực trũng nên khi có mưa thì nước ngập sâu hơn, thậm chí còn gồ ghề và có nhiều nắp cống nên bạn rất dễ bị nước cuốn làm ngã xe. Vị trí nằm giữa các tòa nhà cao tầng, đặc biệt là đoạn ngã tư, đây là nơi hút gió. Dưới gốc cây to, khu vực có công trường thi công có nhiều tấm tôn, sắt lớn. Khu vực gần các loại xe cỡ lớn, dễ gây bắn nước. Khi xảy ra cháy, nổ, tai nạn, sự cố, Công an Hà Nội khuyến cáo người dân gọi ngay Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ theo số điện thoại 114 hoặc sử dụng ứng dụng báo cháy 114.